Leo Văn Minh, chào anh em và các bạn. Thì từ tối qua, chiều tối qua, mình đã làm một video về chia sẻ về vấn đề tác dụng của các loại phân. Nhưng video này chỉ mang tính lý luận thôi. Thì hôm nay mình lại chia sẻ lại vấn đề sử dụng phân cho cây vải. Thì tóm lại là kỹ thuật làm cây vải ra hoa nhé các bạn nhé. Thì gần đây các bạn vẫn chia sẻ vấn đề là các bạn dùng cái 7544 rồi dùng một số phân dầu kali nhưng không ức chế được lọc. Thì như mình nhiều video mình đã chia sẻ rồi. Cùng là phân một lá, cùng thuốc trừ sâu, cùng phân, tóm lại làm theo giống hệt nhau. Nhưng quan trọng là cách làm các bạn ạ. Cách làm chúng ta khác nhau, dẫn đến hiệu quả khác nhau. Mà mình vẫn chia sẻ với bạn như sau. Thế bạn phun bằng bình gì? Bao nhiêu cây? Một cây bao nhiêu quả? Lượng nước dung dịch phun bao nhiêu, cái việc quan trọng chỗ đấy nhé bạn nhé. Vậy mình phun phân bón lá ví dụ 7544 làm sao cho nó ức chế được lọc và diệt lọc ấy, thì mình vẫn chia sẻ với các bạn bằng tin nhắn trên Facebook, Zalo và trên YouTube. Mình chia sẻ như sau: các bạn pha đúng mát cao nhất của nhà hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau khi chúng ta pha đúng mát thì chúng ta phải phun đẫm, ướt đẫm toàn bộ mặt lá. Mình còn nói như sau: các bạn phun xong, các bạn quay lại, các bạn nghĩ rằng trời đã mưa. Phun như thế thì mới có thể ức chế được lọc. Tóm lại chúng ta phun ướt đẫm toàn bộ các loại mặt lá. Chúng ta phun ướt đẫm toàn bộ mặt lá, mấy đứa con thì mình cứ lượn ra lượn vào. Còn ra ngoài đi, đừng để bố làm việc nào. Cứ lượn ra lượn vào đứng nhìn bố. Chúng ta phun ướt đẫm toàn bộ mặt lá. Thậm chí ướt cả thân cũng được, bởi vì trong tất cả các bộ phận của cây nó đều hấp thụ được cả. Bởi chúng ta biết cây nó hấp thụ như nào rồi. Phân bón lá người ta tưới được mà. Mình phun vào lá thì trong 1 cm vuông của lá nó có khoảng 30.000 lỗ khí khổng. Thì cây ăn quả của mình chủ yếu là ở phần mặt dưới lá. Còn một số cây, ví dụ cây lúa, cây mía hạn thì nó ở mặt trên nhiều hơn. Vậy mình phun ở mặt trên, phun dưới lên, phun nước đẫm. Mình phun xong mình cảm giác ra ngoài như trời mưa. Nhà mình năm ngoái, bình thường mình chia làm 3 loại phun. Thì các bạn xem lại cái video mà cách phun vải mình xuất bản từ 9:35 phút thứ sáu ngày 14 tháng ngày 19 tháng 4 tháng 4 ấy, tức ngày 15 tháng 3 năm 2019, mình đã chia sẻ rất kỹ ấy. Mình phun là 3 loại phun lướt, bây giờ vào vườn mình phun lướt khoảng độ 1.000 lít nước, phun vừa là 1.500, nhưng phun đậm thậm chí mình năm 2019 năm 2018 năm ngoái ấy, mình phun đến 3.000 lít nước. Thì các bạn biết phun đậm đà nào đấy nhá. Bạn phun vậy nhá. Vậy bây giờ mình chia sẻ về cách làm hoa vải. Thì cụ thể bây giờ nhà mình có mấy cây vải tháng 3 mà mình làm đúng 3 cây vải tháng 3, mình quay video clip rất chi tiết. Bây giờ mình sẽ mở lại tất cả các video các bạn tham khảo tại sao vải tháng 3 mình khoanh, mình phun thời gian nào mà bây giờ lọc rất là không có mà hoa rất đẹp, không hề có lọc mà hoa cực kỳ đẹp luôn. Hoa cục chùm không kẹp chút lọc nào. Bây giờ mình mời các bạn xem lại tất cả các video để làm dẫn chứng, mời các bạn xem. Thứ nhất, mình sẽ giải thích. Từ giờ ăn Tết chắc chắn mình không dùng thuốc sâu phân bón lá cái gì rồi các bạn ạ. Thì hôm kia mình ra mình mổ mấy video trước các bạn đã nhìn thấy rồi, cái trán trái mình có một cái u u mỡ rồi, u lành chẳng có gì cả. Nhưng mình đã mổ cách đây từ hôm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, hôm nay là được 4 ngày. Thứ hai mình mới làm giấy ra viện, đầu mình chẳng gội chứ nói gì phun thuốc sâu. Cho sau Tết mình mới làm nhá, cho tất cả vải chúng ta làm sau Tết. Bây giờ mình mời các bạn xem một số hình ảnh của mình làm cái vườn u hồng vườn tháng 3. Chỉ có 3 cây thôi, mình chỉ quay 3 cây thì mình quay cả vườn mình nhiều lắm. Và hoa 3 cây tí mình sẽ cập nhật trực tiếp 3 cây như thế nào. Bây giờ mình sẽ mời các bạn xem lại cái video clip của mình. Đấy, thứ nhất chúng ta xem lại. Đây mình sẽ mở từng video một. Video thứ nhất là mình làm lọc cuối cùng. Video tên là tên như sau: làm lọc quấy phẩy lần lọc ra hoa nuôi quả năm 2020. Mình làm mấy cái vải tháng 3. Đây, các bạn nhìn. Mình làm video này. Để các bạn nhìn hai cái vải mình đây. Đây mình gọi hai cái vải che nhà. Cái vải này nó là vải tháng 3. Vải này có những năm ra hoa sớm, đó là sau lập đông khoảng 20 ngày nó đã nhú hoa rồi. Nhưng cái vải này thời gian nhú hoa rất dài. Mình làm Nó lọc ra từ quấy vào tháng. thời gian nào? Để các bạn nghe thử. Chào các bạn. Hiện tại là 16:45 phút ngày 21 tháng 9, tức là ngày 23 tháng 8
thứ bảy năm 2019 mình sẽ làm video chia sẻ về việc lọc vải của năm 2019. Vì sao mình làm video này? Vậy là mình tỉa cái lọc cuối cùng của vải tháng 3, lọc cuối cùng, lần lọc ra hoa nuôi quả năm 2020. Vải này có những năm là vào ngày 21 tháng 9, khoảng 20 ngày nữa là nhú hoa rồi. Tức ngày 23 tháng 8 năm 2019, thời gian là giữa thu nhé các bạn nhé. Vậy mình tỉa giữa thu. Sau đông, lập đông. Cây này mình tỉa 21. Nhưng có thể sau này còn video tiếp theo. Kéo dài thậm chí có lúc 3-4 tháng nó vẫn ra hoa được. Là mình bắt đầu khoanh. Các bạn dạo này rất hay thắc mắc, trao đổi. Mình khoanh vải. Thì khoanh vải là video tên là kỹ thuật làm hoa vải năm 2020. Mình xem nó như thế nào. À, cái video đấy hình như là có cái hình mình đang khoanh vải. Đây. Từ ngày 21 mình bắt đầu tỉa. Thứ ba. Thì đến hôm nay. Quốc. Nó hơn một tháng các bạn ạ. Cây quốc này có tác dụng gì? Đây video tên như sau. Leo Văn Minh chào anh em và các bạn. Hiện tại là 7 giờ 53 phút ngày 23 tháng 10, tức là ngày 25 tháng 9 âm lịch năm 2019. Mình chia sẻ về kinh nghiệm làm. Nếu có bạn nào vừa gọi điện cho mình ấy, năm 2019. Con có bảo lấy điện thoại cho bố cái. Thì tất cả những kinh nghiệm mình đều nói rất nhiều rồi, hôm nay mình sẽ nói ngắn gọn nhất. Thứ nhất mình sử dụng 3 phương pháp. Đây nhá. Thứ nhất mình làm lọc mình đã nói rồi. Đây. Con vào lấy điện thoại cho bố cái. Mình nhá. Đây là mình khoanh vải tầm 5 ly. Từ ngày 23 tháng 10. Đây từ lại mấy cây vải này sau khi mình làm lọc được khoảng độ hơn 1 tháng, 2 ngày. Thôi mình dừng một chút mình nghe điện thoại. Alo. Vâng ạ. Em hỏi cái cây vải đấy. Vâng vâng. Vải em vừa rồi khoanh phun HPT nhưng mà bây giờ nó bắt đầu chuẩn bị nó nhú hoa, bây giờ phun thuốc gì đấy nhỉ? À, tí bạn gọi nhé, mình đang làm một cái video clip chia sẻ về vấn đề làm hoa nhé các bạn nhé, cho bạn xem nhé. Vâng vâng, vâng chào bạn nhé. Vâng 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 vâng. Thế bây giờ mình tiếp tục nhé. Thì mình cái cây vải này, hai cái vải này mình kích từ hôm lập từ hôm 21 tháng 9. Thì đến hôm nay mình khoanh đây, đến hôm mình khoanh là 23 tháng 10 là 11 tháng 2 ngày. Vậy 1 tháng 2 ngày cái vải này lá xanh đậm. Còn cái cây vải bên cạnh mình kích kích từ hôm 2 có một cây mình kích từ hôm 23 từ 28. Từ cây bên này thì nó lá hơi vàng, các bạn xem đây. Ta xem độc vải của nó nhá. Đây. Cây vải tháng 3 mình làm tháng 3 trước nhá. Anh được, mình đợi mấy hôm nữa mình khoanh tiếp. Bây giờ mình ra cây, mời các bạn xem. Đây, các bạn nhìn cây vải mình nhá. Sau hơn một tháng, như các bạn đang nhìn trên màn hình, đây cây bên này nó hơi vàng đấy nhá. Cây vải che nhà mình. Thì cây bên này thì mình đã bắt đầu tích lọc từ hôm 28. Đây cây hôm 28 đây. Được. Còn 5 ngày nữa mới được một tháng, nhưng lọc nó đã nửa bên này là bánh tẻ, còn nửa bên này hơi phân phớt hồng. Đấy vải phân phớt hồng mình khoanh các bạn nhá. Đúng trước đầu hồ nhà mình thì mình kích lọc từ hôm 21, hôm nay 23. Đó là được một tháng 2 ngày. Bây mình đi sang hướng đông rồi quay lại. 1 tháng 2 ngày. Và hôm nay mình quyết định mình khoanh hai cây này các bạn ạ. Mình quyết định khoanh hai cây này nhá. Tí mình sẽ được bật điện thoại mình khoanh lấy một đường gốc. Xong mình dừng điện thoại, khi nào mình khoanh xong mình sẽ khoanh lại. Đây. Cây vải bên này thì lá đang phân phớt hồng nhá. Các bạn nhìn rõ nhá, lá cây vải đang phân phớt hồng. Có thể hôm nay mình khoanh luôn. Video này đặt tên là kỹ thuật làm hoa vải năm 2019 2020 đấy các bạn nhìn lá phân phớt hồng. Đang phân phớt hồng đây. Các bạn nhìn đây, đang hồng. Nhá. Và trên ngọn nó là còn đỏ các bạn ạ. Chưa ban, mình vẫn khoanh. Chưa ban hẳn cơ. Đấy, để xem tí các bạn xem hoa vải nào nhá. Và khi mình giải thích màu lá nào khoanh sẽ phù hợp. Ở trên ngọn nó còn chưa, ở bên kia có trên ngọn còn đang một số còn đang chưa ban hẳn. Nhưng để trên ngọn, mình không quay được trên ngọn được. Khoanh cả ba cây trước cửa để các bạn lấy xem có phải là khoanh bánh tẻ quả đẹp hơn không, hay khoanh lá hồng quả sẽ như nào. Đây cây bên này đây. Bây giờ mình tiếp nhé các bạn nhé. Mình sẽ một lần nữa là mình phun HPC. Video ấy đặt tên là phun HPC mà có đơn 160ml trên 100L để ức chế lọc và ủ hoa vải tháng 3 trước lập đông 4 ngày. Video ấy mình làm 4 giờ 23 phút thứ hai ngày mùng 4 tháng 11 năm 2000, tức ngày mùng 8 tháng 10 năm 2019. Đâu các bạn xem thử. Và tí các bạn mời các bạn ra đây.
nhúc đây, nhúc xong một lần lập đây các bạn, đúng không? Leo Văn Minh chào anh em và các bạn. Đấy, hôm nay mình full HPC và hiện các bạn xem lại video đấy. 4 giờ 23 phút. Thứ hai, ngày mùng 4. Thì các bạn xem 1. Lại nhá, chính là quá trình làm cái vải tháng 3. Mời các bạn bao giờ ra xem cái vải tháng 3 hiện trạng như nào. Năm 2019. Con ơi, con đừng xem cái gì nhá, con xem gì có loa đâu, có nhạc là vi phạm bản quyền, nhớ chưa? Nhớ chưa? Đấy, đừng có xem gì, xem đừng xem gì đấy, cứ để im đấy. Thì bố tắt điện thoại, à tắt đây, con mượn điện thoại mẹ đi mượn. Không, con xem một tí nhạc ầm ầm lên bố lại lại phải xóa video. Có một hôm chỉ vô tình mình đăng về làm cái cây, trồng cái cây gì nhỉ, cái dối mà có nhạc mình phải xóa các bạn ạ. Bây giờ mình hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn thang ở trên trên cây vải rồi, để hai cái thang để các bạn nhìn rõ trên ngọn đây nhá. Cây vải này là cây vải một trong ba cây ấy, hôm đấy mình khoanh thì lá nó hơi vàng vàng, nó bằng ban, nó chưa ban hẳn cơ, ở trên ngọn nó còn đỏ. Vậy bây giờ các bạn nhìn thật kỹ nhá, mình phóng to ra. Bây giờ hơi chói rồi, mình không dám làm sáng sớm bởi vì mình mổ đầu trên mổ chán nên mình phải để muộn một tí mới làm, đỡ khô. Thôi nhìn được tí mới chém lên thang nhá. Cây vải này hôm đấy mình làm là nó hơi phơn phớt hồng hồng, chưa ban hẳn. Nhưng mình khoanh. Còn hai cây vải này, thì cây vải này mình tỉa từ hôm 28 tháng 9. Thì đến hôm khoanh có 25 ngày thôi. Hay 23 ngày thôi. Còn cây vải này mình tỉa từ 21 tháng 9. Thì đến hôm khoanh là 1 tháng 2 ngày. Cây vải bên này thì nó ban ban. Nó đã xanh đậm, gọi là lá bánh tẻ. Còn cây bên này lá hồng hồng. Đây cây này là lá hồng hồng. Mình bây giờ mình phải đặt thang lên, mình viết cạnh cạnh này xuống nhá. Lá hồng hồng bây giờ nó nhú hoa đây. Hoa đây các bạn nhá. Tí mình trèo lên trên thì nó hoa rõ hơn. Bởi vì thông thường hoa vải nó, chúng ta biết rồi, ở trên nó sẽ dài hơn là ở dưới. Nhưng ở trên đã ra thì dưới ra thôi. Cái ngọn bên này hôm đấy đấy còn đỏ hẳn cơ, còn vàng hẳn. Các bạn xem lại video nhá. Đây còn vàng hẳn, hoa đây. Đấy, hoa đây. Hoa đây. Đây không, còn vàng hẳn đây, hoa đây. Lá còn vàng hẳn, chưa ban cơ, rồi hơi vàng vàng. Ra hoa hết rồi, bây giờ mình sẽ trèo lên. Còn hai cây bên này thì hôm ấy lá đều bánh tẻ rồi. Bây giờ mù rồi. Hai cây này lá bánh tẻ, bây giờ mình trực tiếp mình sẽ lên cây. Lên cây mình tiếp tục mình chia sẻ về kỹ thuật làm của mình. Mời các bạn cùng nhau trèo lên cây xem được cái ngọn vải mình, hoa vải trên ngọn như nào nhá. Cái thang của nhà mình thì đến mặt bằng nó là 4 mét. Vậy từ mặt bằng nó lên đến ngọn vải nhà mình phải đứng cao, đứng hẳn lên đỉnh thang mới lên được ngọn vải mình. Hai cây vải này mình trồng với khoảng cách là 8 mét, à 7 mét, à 6 mét, 6 mét. Mình phải chặt cao lên bởi vì nó cao quá, mình dùng che nhà cho rất là cao. Mình lên 8 mét rồi, à 4 mét rồi. Đây các bạn bắt đầu nhìn vải trên ngọn. Cho nhìn nhá, hoa vải mình đây. Không hề có một chút lọc nào. Đây. Hôm nay khoanh cái này còn là vàng nhá. Bởi mình đứng lên dần, không dám đứng lên cao đâu, cao ngã một cái. Thôi mình chỉ đứng lên tầm này được rồi. Đây. Các bạn nhìn thấy hoa vải mình có lọc không? Tại sao các bạn làm thế nào mà vẫn có lọc? Mình đã chia sẻ hết rồi, chẳng cách phun của các bạn, cách khoanh của các bạn nó chưa đảm bảo mà thôi. Đây. Bây giờ mình rút cái điện thoại cao lên, mình dừng một thân quay sang bên cây bên này đã, xong mình rút điện thoại cao lên các bạn nhìn trên. Mình không dám đứng lên trên đâu. Đây, hoa vải mình đây. Cây bên cạnh nhé, cây bên này rồi. Đây. Cây này thì bị gà nó ngủ cho lâu lâu nó đập gãy một cành. Bây giờ mình dừng điện thoại một chút, mình rút cao lên nha các bạn nhá. Mình đã rút cây điện thoại cao ra. Bây giờ mình đưa dần điện thoại lên, mình không nói nữa. Mình không thể đứng lên đỉnh được, cao quá, ngã, nguy hiểm. Cho nên mình chỉ rút điện thoại thôi. Thế giờ mình sẽ quay trở lại, các bạn nhìn, ở trên thì nhìn không rõ, các bạn nhìn thấy hoa mình như nào. Mũm mĩm, cục hoa rất tròn, như cục cơm nguội, không hề có một chút lọc nào cả. Bây giờ mình sang cái hai cây, giữa hai cây kia. Đây, để làm được video ở trên ngọn cây vải nhà mình phải đứng dưới cái thang, cao tầm 4 mét các bạn nhìn lên đây. Thang mình khá cao,
Đấy, các bạn nhìn thấy hang chưa? Bây giờ mình sang nốt ngọn bên này. Ngọn của hai cây vải này mình quay xem. Thôi mình chỉ quay ba cây vải trước nhà thôi. Cây vải này bị gà nó ngủ này, nó ỉa cho đầy đây. Xong lên đây mình chia sẻ về, lại nói về vấn đề làm. Đây gà nó ngủ nó ỉa, tan nát cả. Nó đứng gãy là cây. Đây. Trên hoa vải, cây vải trước nhà nhá. Đây, hoa rất đẹp. Đây. Hoa cục 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 các bạn ạ. Đây. Hoa mình có hạt kèm lộc không các bạn? Không hạt kèm lộc. Hơi chói thì các bạn thông cảm. Đấy. Hoa mình không hề kèm lộc. Không hề kèm lộc thế nào cả. Đây. Đây. Thế bây giờ mình quay về bàn. Mình chia sẻ để đỡ mệt. Mình định về bàn ngồi chứ thôi. Đằng nào bây giờ trưa rồi, trời cũng tương đối là ráo. Mình ra ngoài. Ngồi trong nhà thì ngồi trong nhà nó bí bách quá. Bởi vì thấy gì còn nói tiếp. Thế hôm qua mình đã chia sẻ với các bạn về tác dụng của phân. Thì hôm nay mình nói lại cách bón phân, tác dụng lại phân. Thì các bạn rỗi rãi các bạn xem, rỗi rãi thôi nhé, bởi sẽ dài lắm. Thì chúng ta biết rồi. Thì bây giờ phân thì có ba, mình vẫn dùng hai loại phân cơ bản thôi. Còn một loại phân nữa thì mình không nói nữa. Đó là người ta sản xuất bằng những cái... Thôi mình cứ lấy loại phân hóa học và phân hữu cơ thôi nhé. Thì các bạn hỏi mình là phân đỗ tương có thay thế được cho phân chuồng hoai mục và phân hóa học không? Thì trong các loại phân, mình nghĩ bón phân đỗ tương là lý tưởng nhất. Bởi vì sao vậy? Mình thứ nhất, mình làm cây cảnh. Thứ hai là mình xuống thăm hai cái lần ở Văn Giang thì các bạn đã biết. Cái xã Liên Nghĩa ấy, cái khu mà người ta làm cây quất cảnh ấy. Thì được sự chia sẻ người ta, người ta dùng với rất nhiều loại phân khác nhau. Từ ngô, từ các loại xác động vật, cá, bột cá vân vân. Và cuối cùng người ta đã lựa chọn đỗ tương. Và cái đợt mà từ tháng giêng mình xuống chơi, mình quay một số cái cây cam, cây bồng của người ta. Bồng cam mình trồng dưới đất mà quả bé tí, như bồng cam người ta vừa nhú ra cái, nó trông giống như quả bầu ấy, có lông lông là rất là đẹp. Và vừa rồi mình lại xuống thăm tiếp, các bạn đã xem cái bồng mình trồng dưới đất còn khó, vậy người ta trồng trong chậu mà nó tốt như thế. Thì hỏi ra người ta chỉ có duy nhất đỗ tương. Vậy trong đỗ tương nó các thành phần dinh dưỡng của nó như nào? Thì trong đỗ tương về tỷ lệ NPK của nó thì đạm là 7, lân là 2 và kali là 1. Cho nên chúng ta bón đỗ tương ngay sau khi thu hoạch là cực kỳ lý tưởng, bởi lượng đạm tự nhiên nó rất là nhiều. Còn nếu đỗ tương mà dùng hoa cây cảnh thì nó có nhược điểm của nó, bởi vì đỗ tương nó ít, cho nên cái lượng chất xơ của nó không nhiều. Cho nên chúng ta bón ngoài đỗ tương ra, chúng ta bổ sung thêm các loại phân khác, phân trường hoai mục khác để cho nó nhiều chất xơ, chất hữu cơ làm tơi xốp đất. Tuy nhiên với làm vườn mình thì không cần thiết. Bởi làm vườn mình thì rác rưởi mình đẩy, cần phải bón nữa. Vậy mình bón đỗ tương vào ngay sau thu hoạch là cực kỳ lý tưởng. Còn đến trước khi ra hoa, hoặc như cách làm của mình năm nay như sau, mình bón 1 tấn đỗ tương cho khoảng độ 200 cây vải. Mình không tính cái vải ở ngoài vườn Thanh Hà, mình không bón đỗ tương đâu, bởi chưa cho thu hoạch không bón. Thì cái vải này mình bón như sau, từ trung bình 1 tấn bón 200 mỗi cây khoảng 5 cân. 5 cân là 1 cân nó là 11.000. Thêm nghìn là 11.500 thì nó khoảng 11 triệu rưỡi. Và mình bón xong, duy nhất đỗ tương thôi. Nhưng sau khi bón đỗ tương xong thì đỗ tương chúng ta có đạm rồi, có phân rồi, nhưng mà nó là tự nhiên, cho nên không nhanh được, mình phải rắc đạm. Mình rắc đạm mỗi lần lọc mình rắc một chút xíu, 50 cân, khoảng 2-3 lần lọc. Một lần lọc cuối cùng thì mình dùng NPK như đã chia sẻ với các bạn. Và sau khi lượt lọc cuối cùng chuyển bị ban, chuyển bánh tẻ thì mình giúp kali. Vậy thứ nhất, mình dùng đỗ tương, lọc đạm nhiều để nuôi lọc nuôi lá thật tốt. Và lọc cuối cùng chuyển về ban, chuyển về bánh tẻ thì mình giúp kali nhằm mục đích như sau. Kali, những cái lọc non để nó ức chế lọc, không cho lọc dài. Và lọc già thì ức chế không cho lọc dạng nhú lọc. Còn lọc mình thì không nhú được rồi, bởi lọc mình chủ yếu lọc bánh tẻ thôi. Và sang năm 2020 khi nhú hoa thì cũng hạn chế nhú lọc, bởi vì kali ức chế lọc. Đã xong. Vậy mình đã làm xong tận bây giờ với vải thiều nhá. Còn cái vải tháng 3 thì các bạn biết có giai đoạn mình cũng bón lân và kali.
mình bón mình cũng làm video đấy, mình vẫn quên mất mình không xem video đấy. Thì bây giờ các bạn nhìn vải tháng 3 nhà mình không hề có một chút lộc nào, hoa rất đẹp. Mình khoanh thời gian nào thì các bạn xem rồi, nốt khoanh bao nhiêu rộng như nào mình đã xem. À bây giờ mình quay về mình xem cái nốt khoanh như nào nhá. Mình đã bóc túi bóng ra. Bởi hôm mình chia sẻ về vấn đề là vải nó bị chết, bị khô, bị héo, mình bóc túi bóng ấy, mình phải bọc thôi, đúng ra mình không bọc đâu, nhưng mình bọc lại không thì các bạn đến chơi các bạn đã nhìn thấy bảo là mình nói mà đằng làm mà nẻo. Trên bọc lại. Bây giờ cái vỏ nó như thế nào? Bây giờ mình quay về đấy mình nói về cái nốt khoanh. Thì sau khi chuẩn bị lá bánh tẻ, lá ban thì mình rắc kali. Một cây khoảng 1 cân trên 50 cân đấy, quả ấy. Mình rắc kali xong. Nếu như chuẩn bị nhũ hoa, chuẩn bị sắp Tết thì mình lại có thể bón thêm một lần lân và kali. Đây các bạn nhìn lại cái đường khoanh của mình. Từ hôm mình bọc vào cái nó ra trắng. Nốt khoanh mình rộng như này. Đây. Bây giờ nó chưa liền các bạn nhé. Nó chưa chạm đâu. Vậy thông thường mình lại chia sẻ lại vấn đề mà làm hoa vải. Nếu chúng ta khoanh mịn, khi vải đang nhú như nhà mình, nhú đều hoa tăm tắp, thì chúng ta có thể khoanh mịn lại một đường, khoanh mép dưới, dùng rào dao thật sắc cho khoanh lại để hoa đỡ dài. Khi hoa dài, khi hoa dài thì hoa đực nhiều, trông nở thì đẹp nhưng sau quả nó ít và thu hoạch nó khó. Cho nên mình chỉ làm hoa ngắn, cho nên mình khoanh rất rộng, mình khoanh tầm 5-6 ly bằng cái bút hôm mình đưa vào các bạn đã nhìn thấy. Đây hoa vải lộc mình cái gì nhỉ, cái đường khoanh mình nhất trên liền. Mình tính toán làm sao khi đậu quả nó phải liền cơ. Còn thông thường như vải tháng 3 này lập xuân nó là nở hoa trắng xóa và nó đậu quả. Khi vải tháng 3 nó nở hoa trắng xóa đúng lập xuân thì vải thiều bắt đầu mới báo hoa, nhu hoa. Mình làm bao nhiêu năm rồi? Vậy hôm nay là 11 tháng 12, lập xuân là 11 tháng giêng, tức là 1 tháng nữa mới lập xuân. Và mùng 4 tháng 2 lập xuân thì hôm nay mùng 5 thì cứ gọi là 30 ngày nữa mới lập xuân nhé các bạn nhá. Vậy 30 ngày nữa cái vải này nó mới nở hoa. Và 30 ngày nữa vải thiều mới báo nhú. Đây cách làm của mình. Đây các bạn xem đây. Cái nốt khoanh thôi mình lại ra quay về vườn để cùng nhau các bạn xem cho vui. Vậy nếu đến thời gian mà chuẩn bị báo hoa trước khi nhũ hoa thì mình lại rắc tiếp một lần lân và kali. Và mình kế hoạch trước Tết mình sẽ rắc cho một lần lân và kali. Thì một cây vải này mình rắc cho khoảng độ 3 cân lân và 1 cân kali. Mình vẫn rắc lân và kali như mình đã chia sẻ từ hôm qua. Vậy lân có tác dụng là kích thích dễ phát triển, hình thành các mô, phân sinh vân vân và để kích thích quá trình ra hoa. Vậy mình rắc lân và kali chính là để làm hoa nhé các bạn nhé. Còn rắc lân để kích thích hoa, còn rắc kali cũng như mình chia sẻ để ức chế không cho vải ra lộc. Và đặc biệt năm 2020 này, 19-20 này thì thời tiết rất là ấm. Và theo như dự báo nó ấm hàng chục ngày nữa. Thì gần Tết nó mới gọi là mát thôi. Nhưng gần Tết chỉ phải mát nhé, không phải là rét đậm rét hại đâu. Cho nên vải Thanh Hà, mấy vải U Hồng năm nay, à vải Thanh Hà, vải Thiều năm nay sẽ rất là khó khăn trong vấn đề làm hoa. Còn vải U Hồng và vải tháng 3 mình thì quá đẹp rồi, không vì phải bàn rồi. Và nếu trời mà ấm thì lại vải sớm được, như vải muộn mình lại mất. Mình chia sẻ lại cách làm dùng tận dụng lân và kali tiếp theo. Vậy từ giờ trở đi, cho đến lúc ra hoa mình sẽ làm gì? Như mình vừa chia sẻ, mình chỉ bón thêm một lần lân và kali. Ví dụ cây khoảng 50 cân một tạ này, mình bón khoảng độ 3 cân lân, 1 cân kali. Còn tiếp tục phun MKP một lần, ví dụ thế. Nhưng mình chắc từ giờ đến Tết mình không làm gì đâu nhá. Bởi vì mình vừa chia sẻ với các bạn mình mổ mà cái u mỡ ở trán mình chẳng làm gì đâu. Vải tháng 3 cũng chẳng làm gì, sau Tết mình làm hết. Khi nào khỏi hoàn toàn mới làm. Bây giờ làm vào nó nhiễm độc, nhiễm khuẩn được cái thì ô nhiễm thì trục trặc lắm. Bây giờ thậm chí đầu mình chẳng gội mà. Đấy vì thế nhá. Còn mình giải thích tiếp tác dụng của từng loại phân. Thì phân lân là như vậy, để ủ hoa, để kích thích hoa. Kali để ức chế lộc. Còn trong các giai đoạn bón lân và kali như thế nào tiếp? Nếu như mình đã bón lân và kali, bón kali sau khi chuẩn bị lá vải bánh tẻ và ban, và sau chuẩn bị nhú hoa mình lại bón lân và kali lần nữa, vậy thì giai đoạn này chúng ta toàn bón lân và kali thôi để ức chế hoa, ức chế lộc, để ủ hoa, hình thành hoa. Cho nên cảm giác như phải mình cây cối của mình sẽ thiếu đạm. Vậy như hôm qua mình chia sẻ, đạm có tác dụng gì? Phát triển, sinh cành nở ngọn, cây lớn nhanh để cấu trúc lá to bản to, để đón ánh nắng mặt trời, để sản xuất bột và đường, tóm lại vân vân. Phải có đạm thì cây mới phát triển được. Vậy bây giờ mình dùng lân với kali chủ yếu để ức chế phát triển, để cho hình thành bằng được hoa. Vậy thì sau khi hoa mình đậu tam tắp đều đẹp, ví dụ như cây vải tháng 3 mình, thì mình có điều kiện thì mình lại bón thêm NPK cân đối để cho nó hoa mập. Và sau khi đậu quả xong thì chúng ta lại bón cho NPK dầu đạm để bổ sung lại đạm. Vì sao như vậy?
Vì cây, nó bắt buộc phải có đạm. Đạm là một trong những ba nguyên tố cơ bản để hình thành cây. Không có đạm, cây sẽ không phát triển, lá sẽ vàng vọt, lá sẽ rụng. Nếu như mình thiếu đạm, mình ví dụ, thiếu đạm cái lá này, nó sẽ vàng và nó phải rơi. Các bạn nhìn nhé. Nó rơi bởi thiếu đạm, nó không thể có bột đường được, sản xuất bột đường. Vậy nó phải lấy dùng bột đường này, nó nuôi cho lá non. Vậy khi nuôi lá non, nó phải rụng lá già. Rụng lá già, vậy khi nó rụng lá già thì cây thiếu lá. Cây thiếu lá thì cây làm gì có bột đường để nuôi quả. Vậy lá nó phải đủ nhiều thì nó mới có đủ bột đường để nuôi quả. Cho nên chắc chắn chúng ta phải bón đạm. Nhưng mà thừa đạm nhiều quá, cây lại phát triển mạnh, lá nó lại nhu cầu là ra. Chính giai đoạn mình không có đạm nhé, lá là có nhu cầu ra thì nó ra, thì cây lại tập trung dinh dưỡng nuôi nuôi lá thì nó không nuôi hoa, thì hoa quả lại rụng. Cho nên chúng ta phải làm sao không thừa không thiếu, thiếu quá thì lá rụng quả rụng, mình gọi nghèo đói thì phải thiếu rồi, thừa quá thì lá quả cũng rụng. Vậy chúng ta có thể làm sao hơi thừa một chút cũng được. Nếu hơi thừa một chút thì đạm nó tích trữ ở lá, nó lại thu hút chất dinh dưỡng tích trữ quá nhiều, lại thu hút sâu bệnh. Cho nên mình bón đạm nhiều cây rất hay bị bệnh nhá. Đấy, quả hay bệnh, nó không đẹp. Cho nên chúng ta làm hơi thừa một tí còn hơn thiếu, nhưng đừng để thiếu. Vậy sau khi ra hoa rồi, chúng ta phải bón bổ sung đạm để cho cây cối nó phát triển mạnh nhá. Thế cũng như mình chia sẻ với các bạn ấy, chúng ta mà trước khi nhú hoa thì chúng ta dùng MKP. Rồi bây giờ chúng ta dùng lân và kali để chúng ta chặn đọt, chặn lá, không cho lá phát triển để cho tăng được cái ra hoa. Nhưng ra hoa rồi, lại chúng ta nếu như hoa kèm lộc thì chúng ta phun cái HK7544 hoặc là 7544 để có đạm, có lân để nó mọc. Còn trước đó thì chúng ta phải ức chế tuyệt đối, đặc biệt như năm nay chúng ta phải làm thế nào làm, phải ức chế tất cả lộc để cho ra hoa, thậm chí không ra hoa còn hơn. Nếu như mà ra lộc thì càng buồn hơn. Cho nên bây giờ mình dùng lân và kali để ức chế. Đây chúng ta nhìn lộc lá mình này, nó tốt như này. Cây mình rất đủ chất, nhưng bây giờ mình đã dùng kali và lân để ức chế rồi. Chưa, mình chưa dùng, mình đã phun đâu, mình phun nát. Với cái gọi là gì nhỉ? Cây vải tháng 3 mình phun rồi. Mình mới dùng một lần khoanh này, mới phun một lần HPC thôi. Mình còn gì không nhỉ? Tiếp theo về kali, lân rồi, đạm rồi, đạm cây phát triển này, giúp cây phát triển phân nhánh đẻ ngọn to lớn, lá to khoang hợp tốt này, cây khỏe mạnh này, lớn lao này, nhưng nhược điểm là chống chịu sâu bệnh yếu này, thiếu đạm thì lá vàng vọt, cây rơi rụng, lá rụng, lá rụng thì thiếu bột đường thì cây sẽ phải rụng hoa rụng quả bởi không nuôi quả được. Vậy tiếp theo chúng ta bón kali. Vậy kali có tác dụng gì? Nhưng qua mình chia sẻ các bạn xem lại. Thì thứ nhất, kali nó huy động bột và đường ở lá. Và kali chúng ta bón giai đoạn sau. Mình lại nói về lân. Giai đoạn mà khi quả đang lớn chúng ta dùng. Sau khi giai đoạn sau chúng ta đừng bón lân nhé. Bởi lân là nó huy động một số cái chất dinh dưỡng. Nó huy động đạm phát triển thì dẫn đến có thể hiện tượng quả nó xấu. Thì giai đoạn sau khi chúng ta, bây giờ chúng ta sau khi đậu quả thì chúng ta bón lượng đạm nhiều để quả cho lớn, để phục hồi lại. Và sau giai đoạn sau thì chúng ta bón nhiều kali. Về kali làm sao? Kali thì tích đường, tích bột, tích ngọt lên mã, các bạn làm mã vải các bạn biết rồi. Ngoài ra kali nó còn di chuyển bột và đường từ lá ra quả. Tức là kali có tác dụng là nó làm cho cái lá quang hợp. Ví dụ mình cái lá này nó đã đủ bột đường rồi, vậy nó cứ đứng ở đi ở đây, mình dùng kali vào thì nó sẽ di chuyển ra quả để nuôi quả. Bởi vì nếu nó không di chuyển nuôi quả thì quả thiếu chất, thiếu bột đường thì quả không to, không lớn, không đẹp được. Nhưng bây giờ mình dùng kali vào thì bột đường từ đây nó lại di chuyển ra quả, nó nuôi quả thì nó lại quang hợp, nó lại sản xuất. Tức là chúng ta phải dùng kali thì lá này mới làm việc. Còn về ba loại phân, phân hữu cơ, phân hóa học và phân phun lên lá. Thì phân hữu cơ thì ưu điểm nó là bền, nó không hại môi trường, tơi xốp đất, nhưng nhược điểm của nó là nhiều. Cây ăn chậm, đặc biệt một số cây phân rất nhiều, ví dụ phân trâu. Đấy. Như phân trâu có tác dụng của nó là tự nhiên, cho nên nó rất tốt cho đất, nhưng mà nó ít chất dinh dưỡng. Còn phân gà, phân lợn thì người ta đang dùng một số cám, có dùng một số chất, thì nó có ảnh hưởng một chút về sau này. Đặc biệt như phân bắc của mình ăn nhiều muối, nhiều các loại gia vị thì nó cũng để lại chua đất. Còn phân hóa học thì chua đất thì chúng ta biết rồi. Phải phân hóa học. Tuy nhiên chúng ta dùng phân hóa học thì có tác dụng là nó nhanh hơn. Cho nên mình dùng phân hóa học để từng giai đoạn phù hợp. Ví dụ như là cần ra lộc chúng ta cho đạm, cần ra hoa chúng ta cho lân, cần ức chế hoa chúng ta dùng kali. Đặc biệt là chúng ta dùng các dòng phân lá. Ví dụ bây giờ chúng ta bón gốc lân vào rất lâu, cho nên chúng ta phải phun luôn. Thì phun vào thì cây nó hấp thụ ngay, bởi vì chúng ta phun trực tiếp vào lá. Và như qua chia sẻ,
cái chiều rộng của lá nó gấp 15 20 lần so với mặt đất, cho nên phun vào lá cây hấp thụ có thể đến 95% phân bột lá là nhanh. Ngoài ra chúng ta sử dụng các chất kích thích sinh trưởng, tóm lại mình gọi là phân. Thì trong cái bom flare có 4 chất, và mình vừa xem lại một số cái thông tin của công ty Lộc Trời thì họ vẫn giới thiệu trên một số đài truyền hình trong miền Nam. Và công ty Lộc Trời họ đang phối hợp với Viện Cây Ăn Quả miền Nam thành lập gọi là cái bệnh viện cây ăn quả, họ vẫn giới thiệu bom flare. Vậy theo mình nghĩ, cái bom flare các nhà khoa học đã bàn luận từ trước nhưng mà đưa ra nhiều ý kiến nó không được rõ ràng. Cho nên bây giờ người ta vẫn đưa lên sử dụng và sử dụng rộng rãi trên các truyền hình và trong miền Nam rồi. Thì theo mình nghĩ là vẫn sử dụng được. Và sử dụng bom flare thì cực kỳ hay các bạn ạ. Bởi bom flare nó có hai chất kích thích sinh trưởng, đó là glycerin và auxin. Ngoài ra còn ethylene và một chất nữa. Thì ethylene thì mình đã chia sẻ nhiều trong vấn đề HPC rồi. Cho nên khi mà cây nó chuẩn bị nhũ hoa đều như mà hai cây vải nhà mình ấy, mấy cái vải tháng 3 nhà mình ấy, mình dùng bom flare vào thì cực đẹp. Nó sẽ kích thích quá trình hoa mập mạp đẹp, sau này nở hoa đậu phấn rất là tốt. Đấy. Vậy bom flare nếu có điều kiện chúng ta sẽ dùng khoảng độ mấy lần như sau. Ví dụ hoa rõ ràng dùng một lần cộng thêm vi lượng. Thứ hai, hoa cái chuẩn bị nở dùng một lần cũng cộng thêm vi lượng. Và thứ ba là khi đậu quả con. Vậy dùng thứ nhất, thứ hai, thứ nhất làm hoa đẹp. Lần thứ hai khi mà chúng ta đã chuẩn bị nở hoa cái thì nó hạc phấn, thụ tinh tốt, hoa chắc hạt. Và lần thứ ba là nó cung cấp chung vào vi lượng. Trong bom flare mà và các loại phân nữa thì nó cung cấp thì hạn chế quá trình rụng sinh lý và đậu quả tốt hơn. Còn lần thứ ba, thứ tư thì chúng ta có thì dùng. Lần thứ ba là quả bằng chuyển màu. Lần thứ tư trước thu hoạch 15 ngày. Đấy, vân vân. Mình còn gì không nhỉ? Thôi mình tạm thời như thế nhé. Video mình dài hơn 30 phút rồi. À bây giờ mình còn vấn đề là thuốc sâu và thuốc bệnh nhá. Thôi mình vừa đi mình vừa chia sẻ cách phun thuốc sâu thuốc bệnh. Thì nhiều bạn bây giờ vẫn chia sẻ với mình là phun tại sao phun 7 năm 4 vải nó chẳng dụng lọc gì cả. Đấy cách phun các bạn nhá. Vậy thì bây giờ chúng ta nếu phun cả thuốc sâu thuốc bệnh, phân bón lá chúng ta cộng với nhau phun thế thì tốn quá nhiều tiền. Vậy mình sẽ chia sẻ lại như sau. Thôi các bạn thông cảm mình vừa đi vừa dùng, mình sẽ sang quay một cây liên quan đến vấn đề bệnh cây. Trước khi đi mình kìm cái cây con á, một cái cây con để mình cấy cho dễ. Thì về thuốc sâu thuốc bệnh thì cách kinh nghiệm mình phun như sau. Thông thường mình không bao giờ phun cộng cả ba loại thuốc sâu, thuốc bệnh và phân bón lá. Bởi phân bón lá các bạn biết rồi, đặc tính của nó là không di chuyển hoặc ít di chuyển. Cho nên khi mình phun phân bón lá, mình phun ướt đẫm toàn bộ lá cây để cho cây hấp thụ được nhanh nhất. Cho nên mình phun thuốc phân bón lá riêng. Còn như chúng ta biết rồi, cây đang bị bệnh mình cho phân bón lá vào, đặc biệt phân có tỷ lệ đạm. Thì đạm thì nó có tác dụng chống chịu sâu bệnh càng không tốt, cho nên phun vào thì càng bệnh càng nhiều hơn. Cho nên mình chỉ phun phân bón lá riêng và phun thật đậm. Còn thuốc sâu thuốc bệnh, nhất là thuốc bệnh, nó có nhiều cái đặc tính tốt. Ví dụ nó có khả năng nội hấp, di chuyển, đặc biệt như ví dụ cái loại Zilomin, nó chỉ khoảng 30 phút là di chuyển được rồi. Hoặc là Aliette, thì nó có thể di chuyển nội hấp hai chiều. Ví dụ mình phun ngọn bên này, nó xuống gốc, xuống rơi lên trên, rơi xuống dưới. Nó lên từ ngọn, xuống gốc, xuống thang bên cạnh. Cho nên phun nó nội hấp rất là tốt. Nó suy chuyển được tốt, cho nên không cần phải phun nhiều. Còn thuốc sâu, thuốc bệnh thì mình phun nhẹ và nhẹ nhàng thôi. Còn phân bón lá mình phun rất là kỹ. Đây, mình sẽ chia sẻ vấn đề bệnh cây đây. Hiện đây mình quay một số chùm vải nở hoa đẹp của nhà mình nhá. Bạn nhìn thấy có con ong. Hoa vải tháng 3 đã nở trắng xóa rồi. Đây bệnh cây, các bạn nhìn thật chi tiết nhá. Đây chính là dấu hiệu của bệnh đây. Các bạn nhìn đây. Cành khô đây, hoa khô. Đấy. Đây nhà các hoa trong này nhá, các bạn nhìn này. Đấy, hoa khô đây nhìn, các bạn nhìn cái bông hoa này mình không nhìn thấy. Không, cái này chưa khô. Ui. Đây một số chùm hoa trong này. Các bạn nhìn rõ chùm hoa thế này nhá. Không phải. Tóm lại những cái chùm hoa nhé, một số thôi. Thì lượng bệnh cây của mình còn ít lắm. Bởi cây mình tỉa thưa thoáng chứ không có bệnh đâu. Mình tỉa thưa thoáng, mình chăm sóc chu đáo cho nên ít bệnh lắm. Trong này xem nào. Xem cây bên này có không. À đây. Các bạn nhìn thật kỹ cái bông này.
nó bị khô rồi, đây nó khô nhá, các bạn nhìn kỹ này, khô này. Đấy, nhá, đấy nó gãy, đây chứ cây bị bệnh nhá. Đánh hoa dưới này lên nhưng hoa nó rụng hết rồi này. Đấy, 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 rụng như này. Vậy cây này bệnh chưa bại, đây đây có hoa rất là chi tiết đây các bạn nhìn này. Đây nhá. Đấy, nó rụng rồi. Vậy những cây này là cây hoa ra hoa thuận lợi ra từ sớm thì hoa nó dài như vậy. Nhưng nếu ra hoa muộn cũng như là ra lộc muộn, cuối thu hoặc đầu đông và ra hoa muộn thì nó cũng bị như này nhá. Nếu như bây giờ hoa dài thì không sao, như hoa muộn nó ra nó khô luôn. Đây chính là bệnh sương mai nhá. Vậy các bạn, bây giờ như mình vừa chia sẻ, phân bón lá chúng ta phun thật đẫm. Thế tùy mục đích thôi, còn bình thường chúng ta không sao. Bây giờ phải các bạn ra lộc kèm hoa rồi thì chúng ta muốn diệt lộc thì chúng ta vặt thì bao giờ mới xong? Bằng cách chúng ta bỏ tiền ra một chút cho ta phun thật đẫm. Ví dụ nhà mình phun một ngày phun được cả vườn. Nhưng còn vặt thì biết bao giờ mới vặt xong. Còn vải mình không ra lộc đâu các bạn nhá. Mình làm tốt làm không ra lộc đâu. Đây. Đây rồi, không ra lộc. Đây bệnh cây nhá. Thôi tiện đây mình chia sẻ luôn cách làm hoa của mình. Mình làm hoa làm sao ra đúng thời vụ chứ không cho ra trước. Cho mình dùng phân bón lá để ức chế. Ví dụ dùng MKP hoặc dùng HPC. Chính là mình ức chế nó các bạn ạ. Đáng nhẽ nó ra rồi nhưng mình không cho ra. Mình cho ra làm sao đúng thời vụ thì cái hiệu quả tốt hơn. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ cho ra rải rác ra hết từ thời năm này thời gian khác ra hàng tháng trời. Cho vải mình bây giờ mình dừng hết, vải thiều mình dừng hết, mình chẳng làm gì kể cả vải này, sau Tết mình đậu quả mình phun. Vậy bây giờ mình không phun được. Đây con này con ong tiếp đây. Hai con. Vậy mình dùng phân bón lá chính là phân chính là tác dụng cho ra hoa đồng loạt. Vậy vải thiều nhà mình thì trước Tết nếu có điều kiện thì bón một lần lân kali và phun MKP, còn không thì thôi. Hoặc là sau Tết mình tính toán nhá. Cho mình dùng phân bón lá đồng loạt này, không phải dùng hóa chất đâu. Thuốc sâu lúc bệnh mà hóa chất phân bón lá là mới khoáng thôi. Cây này bị một chút sương mai chứ mình kệ đó mình chẳng làm đâu. Nó đáng bao nhiêu đâu, cây nó ra đồng loạt kia ra sớm mà nó ra sớm hơn mình kệ nó quay có vui thôi. Một chút sương mai rồi. Đây. Hoa này khô khá nhiều đây, chụp ra này. Nhưng chắc chưa rụng. Đấy nó bị khô khá nhiều rồi. Vậy mình như mình chia sẻ nhá, mình phun thật đẫm này. Để cho ra hoa đồng loạt. Chứ mình cứ phun lắt dắt mỗi hôm phun một tí, mỗi hôm phun một tí. Sao khó làm lắm. Ra hoa đúng thời vụ, ra nhanh, kết trái nhanh, ít sâu ít bệnh. Đây cây này bị khá nặng đây. Thôi chào các bạn nhá, video mình quá dài. Lâu lắm mà làm video dài như vậy rồi. Chúc các bạn làm được những vụ hoa đẹp để sang năm đậu quả tốt. Nếu thấy video của mình có ích, các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đồng thời nhận những video mới khi mình đăng, mình chia sẻ. Các bạn chia sẻ với nhiều bạn cùng nhau xem video để cùng nhau có phương pháp làm hoa vải, quả vải, làm cây vải tốt nhất để thu được nhiều tiền phục vụ nhu cầu sinh hoạt của đời sống gia đình. Cảm ơn các bạn xem video.